Thế hôm nay thì anh em mình thì làm những công việc gì anh em mình trong thợ mình nhé? Hôm nay thì đang xây ngăn phòng ngủ của hai em, với là nếu xây được hơn mét thì bắt đầu chuyển vào xây phòng khách. Vâng, thế bây giờ thì mình chỉ xây được hơn 1 mét là mình dừng, nếu mà mình xây chỗ khác đúng không? Đúng rồi, xây được tầm mét, hơn mét tí là bắt đầu mình dừng. Vâng, nếu mà xây cao quá thì nó sẽ bị làm sao? Tường nó rung, nó không chắc. Trọng Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bây giờ thì đội thợ là Đặng mình kia đang dùng là gần hết cát rồi cô bác ạ. Cho nên là Trọng Lực lại thuê mấy thanh niên ở trên này là vận chuyển cát vào đưa cho Trọng Lực. Phải nói là thưa cô bác ạ, mua vận chuyển được cát ra đến tận đây, xong là vận chuyển từ đây ra đến kia, từ cái đoạn này ra bên kia, cái tiền mà thuê mấy anh em thợ này chở còn đắt hơn cả cái tiền mà mua cát đấy cô bác. Sử đâu rồi Vân? Sử chưa về à? Anh à, chào Vân nhé. Rồi hôm nay thì có bao nhiêu người chở rồi? 8 người à? 8 thanh niên à? Cát này chở ấy hơn gạch tôi nhỉ? Như nhau đấy. Ngày hôm nọ thì có cô bác bảo cháu Lực rằng là mua cái xẻng lên cô bác. Có thể cái tập mà cháu Lực đang quay thì chưa có xẻng đấy, nhưng mà đến tập này thì nọ cháu Lực cũng mua lên thêm 3 cái xẻng nữa. Rồi anh chào Sử nhá. Xin chào quý ông bà cô chú. Rồi. Đấy, ở đây thì Sử cũng cùng mấy thanh niên này là chở với nhau luôn cô bác. Đấy, ở đây thì lúc mà Sử thì lúc mà chia tiền nhau ấy thì có cả Sử nữa cô bác ạ. 8 người thì một con được mỗi người tầm bao tiền hả Sử? Tính đây này. 8 người nhưng mà cũng khá là đông đấy nhỉ. 8 người thì chỗ này thì chắc là hơn 1 ngày là hết rồi. Trừ 500k hôm qua em bữa sang tất rồi nhá, xong rồi chưa cho gọi lên tính cho bao bao cát này tầm bao nhiêu cân hả ca? Bao này ôi chả 50 cân 40 cân à? 50 cân 40 cân á? Có để ở đằng trước một bao nữa không? Một bao đằng sau thôi. Đấy, ở đây thì cháu Lực khoán trắng luôn cho các thanh niên này chở rồi, cho nên là không có tính bao nữa. Ở đây thì nếu mà ai chở nhiều hơn thì có được tiền nhiều hơn không? Chở nhiều hơn thì được tiền nhiều hơn à? Thế à? Vẫn thế à? Hãy cho em sửa lái xe của cháu Lực ạ. À. Chở luôn này các bác này. Cái con xe này thì cũng phải nói là bố cháu Lực mua từ rất là lâu rồi đấy. Ôm Sử chở được 2 bao mà nhỉ? Loại bao này ấy. Tao 1 bao, chúng mày chia bao nhiêu tao lãi bao nhiêu. Ít không. Nhưng mà xe nếu mà chở nhiều quá thì hỏng đấy nhỉ? Xe của ca đang mới đấy. Đấy, ở đây thì phải nói là những cái xe ở trên vùng cao thì cũng là một cái phương tiện để mà bà con người ta di chuyển thôi, cho nên là người ta sẽ dùng cái xe đấy để chở củi này, chở mọi cái luôn cô bác ạ. Anh nhìn Vân túi kia có cái gì đấy? Có tiền để tiền. À. Tí tiền cho mấy mấy đội này. Vân thì chưa đi đâu làm đâu nhỉ? Đấy, rất là may là ở trong làng này các thanh niên còn chưa có đi làm đâu các bác, thì mới kiếm được người để mà chở đấy. Nếu mà không có các thanh niên này ở nhà thì phải nói là rất là vất vả khi mà tìm người về chở luôn các bác ạ. Tại vì từ cái đoạn đường ra bên kia thì đi nó cũng hơi khó khăn, cho nên là chỉ có các thanh niên tay cơ cứng mới chở được. Hả? Anh có cái thuốc đông như này không? À, thuốc á? Em cũng bị à? Chân của Sử khỏi chưa? Khỏi hẳn chưa Sử? Thế chân của Sử khỏi hơn thì lấy thuốc của Sử bôi một tí. À, Sử Vân thì cũng bị à? Em vừa bị được Đâu là xem nào? Lần đầu bị như này nè. À, thế thì bảo Sử lấy thuốc của Sử ra dùng một tí nhá. Anh Sử thì khỏi rồi. Chân của Sử đi đâu? Anh xem nào, khỏi hết chưa? Khỏi hết toàn đúng không? À đây là lăng lành đúng không?
đấy, dùng cái thuốc cỏ sử mà bôi vào đấy. Hai anh em thì san sẻ với nhau. Anh cũng rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực, rằng là vừa cháu Lực vừa nói cái câu bảo là cho em sử san sẻ thuốc để cho em Vân bôi cô bác. Ở đây thì sử với Vân thì phải nói là chơi với nhau từ rất là nhỏ rồi, cho nên là bây giờ chân của em sử đã khỏi rồi, cho nên là thuốc đấy không còn bôi nhiều nữa. Cháu Lực bảo với em sử là sẽ chia ra cho em Vân một ít để cho bôi cùng cho khỏi cô bác ạ. Đi làm, nếu mà đi làm cả ngày được có tầm 100-200 nghìn, mà đi mua một liều thuốc như vậy thì hết luôn tiền rồi cô bác ạ. Đây, thời tiết thì nắng rất là đẹp này cô bác này. Đây, buổi sáng sớm lên thì còn có sương mù này. Đây, bây giờ thì đang nhìn thấy cái cảnh tượng mà sương mù chảy đổ ngược lại lên trên rừng già rồi cô bác ạ. Hầu như là cháu Lực, mỗi lần cháu Lực lên nhìn thấy sương mù mà đi là quay trở về cô bác, thì là quay trở về ở trên rừng già này cô bác. Có thể là nơi trên đấy ẩm hơn thì sương mù nó sẽ tập kết lại ở trên đấy sao cô bác nhỉ. Đấy, sử thì quánh hai bao luôn. Ôi, trừ tí chờ nhiều được nhiều nhá. Bao nhiêu nhá, nhưng mà chờ nhiều hơn mà. Làm xe này xong thì còn 2 xe nữa nhờ. Làm xe này xong thì còn 2 xe nữa nhờ. Xe em thì không nổi. Còn 2 xe nữa mà. Còn 2 xe nữa, còn gạch nữa. Tha hồ chở, nếu mà làm ấy. Vừa giá thì chở. Vừa giá thì chở á. Thế như giá này cả thôi, đúng không? Đấy, có thể là trong cái quá trình thời gian đấy anh có thể anh thêm một tí đấy. Chở xe lên được. Nhưng mà chở là phải chở một chuyến là nghỉ ngơi tầm 1 phút thôi. Nếu mà nghỉ ngơi tầm 10 phút thì lâu hết lắm. Không nghỉ à? Nhưng mà để một người ở đấy xúc vào xe này. Tìm luôn là một chị này. Chị kia thì có vẻ là mình già ít hơn. Chị kia bảo là nó ở đây một ngày nó lấy 100k rồi. Mình tự làm thôi. Tự làm đấy á? Mình tự làm. Nhưng mà như thế nó sẽ chậm hơn. Đây, ở đây thì cho Lực đã khoán cho đội này hết rồi, cho nên là cho Lực chỉ biết là anh em vận chuyển ra tên kia thôi. Tại đây thì cho Lực sẽ không có tính thành bao đâu cô bác nhá. Tính thành một xe luôn. Xe này thì là 7 khối cô bác ạ. Ai cho Lực xin, cho cháu Lực cũng xin ạ, nói lại thêm mà một lần nữa các bác, mua cát thì đến đây thì nó là một mức là nó cũng rẻ thôi, nhưng mà đến lúc mà mình vận chuyển từ đây mà đi vào nhà của bao cháu ấy thì cái tiền mà mình vận chuyển còn đắt hơn cả mua cái tiền cát này các bác ạ. Đây, còn những con xe mới hơn thì sẽ chở một bao, xe nào mà cũ hơn thì sẽ để chở hai bao, một bao đằng trước một bao đằng sau các bác. Vân thì hôm qua là đi chặt củi cho ai Vân? Em hôm qua em không đi đâu. Qua hôm kia đấy. Hôm kia đúng không? Chặt củi á. Hôm kia là em đi chặt củi cho ai đúng không? Đúng rồi. Chặt thế thì người ta giảm bao tiền? Em đi tầm 9 giờ. 9 giờ đến tối 250 rồi. 250 à? 9 giờ sáng là đến tối à? Là chặt củi à? Có dùng máy cưa để chặt không? Có à? Có lề. Có phải in ông đẹp tặng hả là ấy đủ rồi. Ăn năng
Đây bây giờ thì sẽ cùng anh em là xúc cắt một chút xem là mấy anh em di chuyển đi ra bên kia. Thì cháu Lực cũng sẽ chạy theo là các anh em để đi ra xem mấy anh em thợ là hôm nay làm tới đâu rồi cô bác. Đấy, cắt này thì là cắt xay đấy cô bác. Cắt này thì các anh thợ về vẫn phải sàng qua thêm một lần nữa thì mới xay được. Ôi CK hai quả rồi à. Nếu mà mỗi người mà hai bao này thì hết rất là nhanh nhá. Chia đôi cho nó bằng nhau. Chia đôi cho bằng nhau à? Tiền thì cũng chia bằng nhau đúng không? Tiền cũng chia bằng nhau. Nhưng mà xe xanh của cá đâu rồi? Hồng á? Hồng ở đâu ấy xe đấy? Nhung xích rồi à. Thế thì làm hôm nay chia nhau xong là đi đi thay nhung xích xong là mai lại dùng con xe đấy chở tiêm. Anh còn có thêm 3 xe cắt nữa mà. Ba hôm nào về đến đây xong phải ra vừa thì ok luôn. Gạch thì vẫn như hôm nọ thôi, cắt thì như hôm nay thôi. Đây ở đây thì mọi vật liệu thì là cháu Lực đều lấy đây hết cả cô bác ạ, từ cắt đến sỏi này đến xi này xong rồi đến sắt. Có những hôm nào mà thanh niên không ra làm ấy thì cháu Lực với em Sử là ra làm mà chở cho anh em thợ vài chuyến để anh em thợ làm mà hết ngày. Đây có người thì like 2 bao, có người thì like 1 bao của bác ạ. Đấy cũng rất là mong của bác anh chị sẽ thông cảm. Từ cái đoạn đường này đi vào đường của nhà bao cháu thì không cần phải là đội mũ hiểm, một đoạn cũng khá là gần thôi. Đấy, nếu mà bây giờ đội thêm cái mũ bảo hiểm về thì có thể nói là nó sẽ nắng, nó sẽ nóng hơn các bác, nhưng mà nó lại là bù lại được là mình đội cái mũ bảo hiểm thì nó rất là an toàn cho cái bản thân của mình. Hầu như là con đường này đối với các thanh niên ở trên này thì đi rất là nhanh rồi cô bác, cho nên là lai thêm 1-2 bao cát thì đi cũng rất là nhanh. Đấy, hiện tại thì cháu được đang lái bạn hiệu thôi mà hai anh em mà đi còn không đuổi kịp. Cái con đường nắng như này thì vận chuyển vật liệu rất là dễ dàng. Nếu mà mưa chỉ cần gọi là mưa buổi sáng thôi thì phải là đợi tầm 3 ngày để con đường này thì lại nó lại khô thì mới vận chuyển được vào cô bác. Hôm nay thì mấy anh em thợ cũng nói với cháu Lực là cái quá trình mà làm công việc của các anh rồi. Thế một tí nữa thì cháu Lực sẽ đi vào và ghi hình lại thêm ghi hình lại cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết cái đội thợ mà cháu Lực gọi lên thì có thật sự là làm việc nó có trách nhiệm không. Nhưng mà trong cái quá trình thời gian qua cháu Lực làm việc tiếp xúc với lại các anh thợ thì có thể nói là các anh rất nhiệt tình và rất là hài hòa khi mà mấy anh em làm việc với nhau. Có những cái chuyện gì mà cần bảo luôn thì đều gọi điện cho cháu Lực nói là ô em à, chỗ này cần thêm vật liệu hay là chỗ này không cần để chỗ này. Đấy. Cháu Lực cũng mong sao là sẽ thành lập được cho mình một cái đội thợ để sau này lúc mà cháu Lực có thêm những cái công trình khác thì giúp đỡ được những hoàn cảnh khác thì có thể là mình có được đội thợ đấy luôn thì sẽ không phải là nói nhiều nữa, không phải là mất công mà trong anh em quá trình thời gian mà tìm hiểu nhau nữa. Có thể là trong cái hôm đầu mà đội thợ lên với cháu Lực ấy thì hôm đấy là đội thợ đang cũng bận làm đám ma đấy các bác, cho nên là mấy anh em thợ không có cầm được thước lên, chỉ cầm cây để đo thôi thì cũng như hiểu cảm giác là cô bác theo dõi là nó sẽ không có được là chuyên nghiệp đúng không á? Nó sẽ không có được chuyên nghiệp. Đấy, nhưng mà trong cái quá trình thời gian mấy anh em làm như này thì cháu Lực cảm thấy là cháu Lực rất là yên tâm khi mà tìm được cái đội thợ này cô bác ạ. Còn bây giờ thì
cũng xin mời tất cả cô bác anh chị là cùng theo chân cháu Lực đi xuống dưới cái nền nhà của ba ông cháu xem là có cái gì thay đổi nó nhiều hơn chưa cô bác nhá. Anh phải chạy tí đi xem các thanh niên chứ. Đây, nhìn từ xa xa thì có thể là đang hoàn thiện cái phần phòng ngủ rồi đấy cô bác ạ. Ở đây có một bao cát thì tí bảo mấy anh thợ lôi xuống dùng luôn cô bác. Để đây thì cũng rất là lâu rồi. Rồi, chào anh Vinh nhá, chào anh nhá. Vâng, chào em Lực. Bao nhiêu năm trong nghề rồi? Sáng nay anh còn lên bên này cơ mà. Hôm qua đến tuần này nhá. Chiều anh Thanh một chút của bác ạ. Ôi. Đây này anh. Đây này em cho đây anh. Đây anh. Vừa luôn nhỉ. Cái viên đấy như kiểu là gáy để vào trong đấy đấy nhỉ anh nhỉ. Đúng chỗ của nó rồi. Thanh niên này đeo ủng thì có vừa chân luôn không? 41 hay 42 ấy? 42 à? Ôi, cái chân to nhất ở đây à? 43 à. Có một đôi 43 à. Hôm qua sao lấn một đôi 43 được nhỉ? Nhưng mà vẫn vừa chứ anh? Đôi 43 cho ông vừa. Vâng. Vì bà ui cái số vậy. Chiều cao lên 1 mét à? Ừ. Cao lên sát bóng 60 lên tao xây tầm tầm khoảng 80 cũng được. Còn nó y y qua đây chứ, tầm 80 đây chứ. Xây thẳng ấy, răng có bà lại tiếng ăn chứ. Nó. Hơi tính hơn. Hơi tính. Có 1 mét là số văn hốc, phải túi tiêng nữa. Ôi bà đây, bà đây hứa lắng chứ mà, nào hứa chứ mà, tìm bà đây à? Thứ sau rồi mà. Chỉ vắn rồi nội. Nó đang ở bóng ở thêm xe chắt là xe số bộ mà thì lô. Lại đi xem các thanh niên chờ cắt đó. Rồi đấy quay lại nói chuyện với anh Vinh sau. Có vẻ như là rất là dốc anh ở chỗ này ấy. Thế mà không cho đâu. Hả? Không cho đâu. Đấy, bây giờ thì đổ phần móng xong thì mình có thể là để được ở trên này luôn cô bác. Ngày hôm qua thì bể phốt thì các anh cũng đã lắp và hoàn thiện xong rồi. Được à, mỗi người máy chuyến rồi. Vâng. Được mỗi người máy chuyến rồi sư. Chuyến thứ ba. Ôi chuyến thứ ba được nhiều phết rồi. Ngăn chỗ này nữa bây giờ ơi. Em bảo mấy thằng kia, có 2-3 thằng nó bảo cái chỗ. À, chứ không là nhiều hơn à? Không. Ba thằng kia nó không chở thì. À, lại bù thêm người vào à? Có người chở em. Nó bảo là can nhiều kia chứ thì bọn kia không chở thì bọn em bảo là vừa thì bọn em chở thôi. Thấy có mấy thanh niên thì phải nói thật sự ra cô bác ạ. Cháu Lực cũng đã tính ra là khối cát là chở như này thì bao nhiêu rồi. Cũng đã thêm cho đội thợ rồi, thêm cho mấy anh em chở rồi. Đấy, lúc mà mấy anh em chở thì cháu Lực cũng đã mua lên cho nước để mua lên nước cho các em để các em uống rồi. Đấy, nhưng mà cũng đòi cháu Lực một cái giá mà rất là cao cô bác. Phải nói là gấp đắt hơn gấp đôi mà lúc mà cháu Lực mua cắt lên trên này. Ăn tay nè, mình miếng tay ăn nè, nè. Tay nè. Còn nước à?
Đây cái bể phốt mà. Biết bể phốt không? Đây bể phốt không? Đây có 3 ngăn mà này. Đây là một ngăn này, đây ngăn nữa này, đây ngăn nữa này. Xong nó mới thải ở đây này. Đấy, che nó lại thì không tí đá cắt nó rơi xuống đấy. Ôi mấy thanh niên nó cứ chở đi chiều anh muốn nước kìa. Chiều khát nước này anh muốn nước kìa. Nhờ ca nhờ. Thì lâu này, thì lâu này to đấy. Thì lâu này lấy vợ chưa nhỉ? Lấy rồi hả? Để bên gạch vào. Để ca để bên gạch cho anh nhá. Lấy bên gạch để lên cái lố đấy. Đó, đấy. Thấy bao thì bây giờ sẽ có rất là nhiều các bác này. Vừa bóc những cái viên bao xi ra thì cháu được cũng dặn nói canh thợ là không có lấy cắt để làm đôi. Thì bây giờ thì đang không có bao ấy, thì cho các anh bóc cái, đi bỏ cái sợi chỉ đấy ra rồi lấy tận dụng cái bao đấy luôn. Ô cái này là xử lắp à? Nhưng ngáy đấy nhờ. Đấy mới nhờ. Lắp đây bao tiền đấy? 80.000 à? Xe thì đưa cho em sửa thì em sửa cũng biết là hỏng thế nào cũng biết đi sửa đâu các bác. Em mặc dù là chỗ lực bảo là hỏng thế nào thì bảo anh. Đây anh cho mượn này. 20.000 đủ chưa? Đây. Còn đúng 20.000 thôi. Đấy, lên bản thì cháu Lực cũng không có cầm nhiều tiền đâu các bác, chỉ cầm 1-20.000 để đi theo thôi. Thôi chào chú Bình nhá. Từ nãy giờ chưa chào chú đây nhỉ? Chú đang làm gì chú? Giờ đang trộn vữa. Đang trộn vữa này. Vâng. Trộn vữa để xay à chú? Vâng. Xay. Vâng. Hôm nay chú Bình này làm phụ à? Vâng. Hôm nay chú phụ cái nghỉ sao nhỉ? À, cho chú làm phù thôi. Chú thì đang bốc gạch ở trên kia rồi. Đấy gạch thì xây không chuẩn với xây chưa có thì được nói đấy. Gạch thì lúc nào mà còn gần độ là 2-3.000 thì anh bảo em anh Vinh ơi. Chào anh Quang nhá. Chào Lực nhá. À, anh rất đẹp trai đấy nhỉ. Đẹp trai như là như có vợ rồi nhỉ. Vợ á? Vợ chưa. Nhưng mà anh cho em hỏi là trước kia anh tán vợ anh thì tán nào? Có phải tán đâu. Phải tán á? Ừ. Vợ anh khác, vợ anh tán anh à? Ừ. Vợ tán mà. Vợ tán. Ừ. Mình còn sắp không đủ ấy. Ở đây thì các anh đều căng dây này các bác này. Hôm nọ thì có thể như là cái dây cước này nó hơi nhỏ cho nên là cô bác không có nhìn được. Cô nói trên kênh là thấy bảo là thợ làm gì mà chẳng căng gây căng dây cô bác. Anh Vinh cũng chia sẻ với cháu Lực rồi, nếu mà thợ nào mà gọi là làm đỉnh cao mà không có cần căng dây để xây viên gạch ấy thì gọi là anh Vinh cũng gọi là nể ấy. Mỗi người một bức tường luôn là anh. Thế thôi. Đấy, bức tường là cái phòng ngủ này thì bây giờ thì cảm giác như là xây xong các bác thì có vẻ như là phòng ngủ rất là rộng này. Ở đây thì có thể đặt là một cái giường độ tầm 1m6 cộng thêm một cái tủ nữa thì nó cũng rất là rộng cái phòng ngủ ấy. Vâng, chào các khán giả trong xem kênh bản em của em Lực. Vì nói chung là hôm nào em Lực cũng về quay cái đời thờ bọn em, bọn cháu để làm cái nhà của em xử tiến độ như thế nào. Thế hôm nay thì anh em mình thì làm những công việc gì anh em mình trong thợ mình nhá? Hôm nay thì đang xây ngăn phòng ngủ của hai em, với là nếu xây được hơn mét thì bắt đầu chuyển vào xây phòng khách. Vâng, thế bây giờ chỉ mình chỉ xây được hơn 1 mét là mình dừng, nếu mà mình xây chỗ khác đúng không? Đúng rồi, xây được tầm mét, hơn mét tí là bắt đầu mình dừng. Vâng, nếu mà xây cao quá thì nó sẽ bị làm sao? Tường nó rung, nó không chắc. À vâng, thế mình cứ phải xây từ một hơn 1 mét, 1 mét 1 thôi đúng không? Vâng. Vâng. Thì em cảm ơn anh nhé. À đây, anh ơi, em có một cái loại dầu nữa này. Lọ dầu này thì để mấy anh em buôn tí để nó, lúc mà có muối ấy. Đấy, lọ dầu này thì em cũng nhận được là của được bác Thảo Đỗ, bác ở bên Mỹ, bác có gửi cho em. Còn dư một lọ thì đây, em biếu mấy anh em luôn. Vâng, vâng. Thế được, cảm ơn sự.
cảm ơn của bác với là trong loại rau để bôi muối đốt cho bọn em, bọn cháu. Xin cảm ơn nhé. Vâng, bây giờ thì còn một lọ duy nhất thôi, cho nên là cũng không thể chia được cho mấy anh em là mỗi người một lọ được. Anh nếu mà uống được không đấy? Dạ. Uống được. Dầu này nếu mà được mà anh uống ít một thôi. Ừ. Anh nói như kiểu dầu phật linh của mình thôi mà. À, vâng. Dầu này thì đi nửa vòng trái đất về anh ạ. À. Vâng. Cũng hơi xa đấy nhỉ? Vâng, xa ạ. Tối có mối mỗi người hút một ngụm mà. Đi đây à? Đây luôn. Ôi. Ô, hôm tới phải đấy, còn chuẩn bị đôi được phải điên các kiểu. Kẹt chứ, tối tao mất thắng mà. Đây chỉ tôi à? Đây tôi đặt nhờ. Ui, tôi đặt nhờ chứ mà. Đây từ từ này à? To to bằng này không? Đưa bắt mà. Bắt à? Ừ. Mà. Cái thằng hôm qua không tắm nó bị suối, đi suối nó mới tắm. To như con nhái luôn. Đây ở trên này rừng già thì buổi tối các anh là tranh thủ lên trên rừng để đi bắt được những con ếch rừng đấy các bác. Ôi chú Bình là một người cân bốn người à chú? Vâng. Thế mà thấy anh Thanh vẫn còn làm chậm nhỉ? Để với cháu Lực một chút của bác ạ. Mấy anh em thợ thì chắc phải nghỉ là tầm độ 3 đến 4 hôm các bác. Do là cái công việc là lúc đầu mà cháu Lực vừa mới lên chia sẻ của bác thì các anh thợ cũng là bận, là có người mất đấy. Bây giờ thì gia đình hàng gia đình của làng đấy tổ chức cái phần làm ma chay ấy, cho nên là các anh ở trong làng thì không thể nghỉ được cô bác ạ. Đấy, phải nói là ở trên vùng cao thì cái đám cưới đám hỏi với lại cái đám ma thì hầu như là nhà nào có việc thì gia đình đều là đi hộ rất là nhiệt tình cô bác. Đấy, để sau này nhà mình có những câu chuyện gì thì người ta mới về cô bác ạ. Nghỉ tầm độ mấy hôm anh Vinh à? Nghỉ mai thứ 4, thứ 5, thứ 6, 3 ngày. Ê, trong quá trình các anh Vinh nghỉ 3 ngày đó thì cháu Lực sẽ bố trí là anh em vận chuyển cắt ra bên này hết của bác ạ. Bây giờ cắt thì phải lấy thêm 2 xe nữa. Đây, ngôi nhà mà được làm bằng cái gạch đỏ như này thì rất là đẹp và rất là chắc chắn rồi các bác ạ. Đấy, mặc dù là chỉ xây có tường, tường 10 rồi. Đấy, mặc dù là chỉ xây có tường 10 thôi nhưng mà hầu như là nhà nào thì cũng xây đến tường 10 các bác. Nếu mà tường 20 thì mình dành cho những cái công trình như nào anh? Tường 20 thì cao tầng à? Cao tầng họ cũng chỉ tường 10 nhiều thôi, 8 năm. Vâng. À. Cần dành cho thành phố thôi, ở trong nó mới mát 20. À. Cao này mát sẵn rồi. Là không thiết lắm. Phải nói là chú Bình phụ của bác cũng liên tục đấy, xúc vứa ra liên tục.
Đấy, sau một lúc thì các thanh niên lại được thêm chuyến thứ hai đấy này. Có vẻ như ca dẫn đầu ấy nhở? Đùa đâu nhở? Đấy, hôm qua thì chú Bình phát minh để làm cái phần ván trượt đấy các bác. Trượt từ trên kia xuống thì gạch mình cũng không phải là vận, cũng đỡ một phần là dùng dùng cái xe rùa đi cái đẩy, và lúc mà mình ném xuống thì nó cũng không bị vỡ. Anh bình tĩnh nhá. Anh phải nói là thấy mấy thanh niên cùng nhau làm cái này cô bác này, có thể là nó sẽ hết nhanh hơn. Chín tàu à? Đấy, ở đây nếu mà tay cơ mà kém ấy các bác thì không có chở được vật liệu từ bên kia vào đâu. Đấy, bây giờ thì cái video hôm trước thì cháu Đức cũng đã giải thích với cô bác rằng là bây giờ cháu Đức chỉ có làm xây 10 cột thôi các bác. Đấy, còn một cột cháu Đức cắt bỏ đi thì nếu mà cô bác theo dõi những cái video trước thì cô bác cũng đã biết rồi. Nếu mà bây giờ làm ở đây một cột này các bác này thì nó sẽ hơi vướng cái phần cánh cửa nhà với lại phần cửa sổ. Bây giờ nếu mà làm qua bên này một chút thì không có vướng, nhưng mà nhìn nó không có được cân đối ngôi nhà các bác, cho nên là cắt giảm cái phần cột này đi. Đây, và ở đây thì có hai cột các bác này. Đấy, sau này thì ở trên này sẽ đổ một cái hiên ở trên này các bác. Đấy, và nó được sẽ xây một cái chỏm mà như kiểu là mái thái các bác. Đấy, ngôi nhà này thì sẽ rất là giống cái bên Quyền Yển TV, nhưng mà chúng tôi cũng sẽ thay đổi thêm một chút để nó khác biệt hơn một chút các bác ạ. Ôi, chân của Vân đi bị sao? Bị nhiều đấy em. Ôi ôi, có cháy cả máu rồi. Sứ ơi, cái thuốc của em thì cho Vân mượn một tí nhá. Thuốc uống còn không? Còn à? Thấy uống như nào thì em biết là chỉ Vân uống nhá. Mà nè, thế cùng các thanh niên ở chỗ này thì tiền là san đều với nhau à? Vâng. Đi ra đây. Cái cánh cửa để như này có rộng không? Hả? Đủ rồi ạ. Đủ rồi à? Đấy, hai anh em mình dắt nhau còn vào được đúng không? Vâng. Cái cửa như này thì để rộng hơn một chút cô bác. Đến cái lúc nào mà mình bê đồ bê đạc vào thì nó sẽ vào được, nó thoải mái hơn. Cứ xem nào, nếu mà dắt hai vợ chồng vào trong xem nào. Ôi, thoải mái được rồi đấy. Đấy, hai được. Người còn lọt qua mà cô bác ạ. Hai người lọt qua là lấy vợ về, dắt vợ vào là lọt được rồi. Vợ thì phải tầm độ là 5-6 năm nữa nhờ. Có khi là còn phải hơn nữa. Nếu mà cậu làm thế nào xong, xong vợ về thì sao? Thấy chắc chắn chưa? Chắc hơn nhà gỗ đấy nhờ. Hầu như là cái khu này thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rất là nhiều lần rồi các bác. Không có gia đình nào mà có điều kiện mà mua được những cái viên gạch bao xi măng này về để làm nhà xây cả. Hoàn toàn là nhà mình có những cây gỗ sao mọc này, xong là đi lấy những cây gỗ đấy về để làm nhà thôi. Sử phòng này rộng chưa Sử? Chia sẻ thật xem là như này thì rộng chưa? Rộng nhỉ? Vâng.
Nơi này rộng hơn chỗ ngủ của mình rồi nhờ. Đấy, cái phòng thì 9m2, 3m2 thì cô bác cũng đã hiểu được rồi. Hả? À? Đây không làm cửa đâu, cái này ấy. Cái này chưa xây đến rồi. Cái này mày nữa là mái hiên mà. Một cái phòng thì mình chỉ để một cái cửa thôi. Cái cửa sổ thôi. Đấy. Chứ mà bây giờ mình làm hai cái cửa thì sau này nó lại tốn đến phần cửa. Và cái cửa đấy thì cũng không có để lại tác dụng làm gì cả. Bây giờ thì sửa lại tiếp tục là đi chở cát rồi cô bác này. Thấy xe mới của sửa thì nếu mà quá trình thời gian này cho em sửa lấy xe mới đi chở vật liệu đấy cô bác thì nó sẽ rất là xót xe, cho nên là cháu Lực cũng vứt lại con xe cũ của cháu Lực ở đây cho em sửa. Em ấy hoàn thiện xong cái phần ở ngôi nhà rồi thì cháu Lực sẽ lấy về và tu sửa cái xe đấy sau. Ăn điếng à? Đấy, cái góc cửa sổ thì sẽ là để ở bên này luôn cô bác. Và cái cửa sổ thì cháu Lực sẽ để rằng là 60x80 cô bác. Đấy, sau này thì đặt cái giường ở đây, xong là chặt bớt mấy cây sao mọc với lại cây tre này đi thì phải nói là có một cái view mà nhìn ra toàn cảnh ở bên kia đâu cô bác. Đấy, cái view này thì cũng không thể kém cạnh nhà của các em, thí dụ như là các em kênh của anh chị Quyền Hiển TV, em Quân đấy cô bác, cũng không thể kém cạnh được cả. Thằng Như Anh, nó chỉ thằng được thế thôi, thế là thằng lắm rồi. Không thể thằng hơn được nữa rồi nhỉ. Cứ tập bắn mày. Chuyển đi đá cho mày. Chú ý nè, cái này thiếu vỡ mà mày. Mặt dao à? Nhìn các anh đổ cột đấy cô bác có thể quan sát được rằng là không có hở một tí đá nào mà ở trong ấy thì có sỏi ấy cô bác, không có hở một tí sỏi nào cả. Đây, cái lúc mà đặt lúc mà sang cái phần móng ấy thì rất là nhanh cái ngôi nhà ấy, vèo cái là bây giờ đã xong gần cái bên bức tường ở chỗ phòng ngủ rồi, gần là xong phòng ngủ rồi cô bác ạ. Đây, ở đằng sau nhà thì cháu Lực sẽ không có thiết kế cánh cửa sổ đúng không bác. Đây, cũng cô bác cũng theo dõi được rằng là bây giờ nếu mà làm nhà đằng sau một cái cửa sổ đó thì nhìn nó rất là kỳ, cho nên là cháu Lực sẽ chuyển đi vào đằng trước rồi đúng không bác. Đây, đằng trước có một cánh cửa sổ to này, cộng thêm một cánh cửa ở đây nữa thì nó rất là đẹp rồi. Cái quả phòng khách này thì phải nói là rất là rộng đó cô bác. Cái phòng khách thì là 25m2 cô bác ạ. Mới chiều 5m. 25 ha. Đây giá bố lên bên đây chỉ thôi. Đi thôi. Để tiếng phóng trầm tràng quá nào.
Mình thoa cái này lên để nó làm gì anh Quang? Cái này á? À? Vâng. Cái này bôi cái này để cho nó gắn kết cái tường với cái cột này nó. Sau này nó không bị nứt cái cạnh này. À. Vậy sau một cái quá trình thời gian thì cô bác cũng đã nhìn thấy rằng là đã lên được cái phòng ngủ của phía bên kia rồi. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ di chuyển ra xa một chút cho cô bác anh chị là cùng xem về cái ngôi nhà ở phần phía góc xa để nhìn vào. Cố luôn. Được không? Được. Được à? Tảng đá này nếu mà bửa được ra thì nó sẽ rất là ấy. Một tí nữa chắc là bảo em Sử sẽ bửa cái tảng đá này ra đó cô bác ạ. Nhìn cho nó vướng quá. Đây cô bác có thể quan sát là từ góc xa nhìn vào của ba ông cháu đây. Sử ơi, bây giờ lấy cái xà beng bảy cái đá này ra đi. Lấy đá này ra đi. Anh thấy cua xe nó hay vướng vào đây lắm ấy. Bẻ nó lăn lăn xuống thế này này. Ôi. Vừa lai hai bao cát xong lại vừa điệu thêm một cái bát nhỏ ở ngoài nữa cô bác. Đây, chỗ này nó cũng hơi hẹp một chút cô bác. Phải đợi nhau cùng xuống. Để mà hẹp quá thì nó cũng không có hẹp với cô bác. Bây giờ đã đi vào trong hẳn là 5-6 cái xe rồi. Để được vận chuyển được những cái bao cát mà ra đến tận đây, những viên gạch mà ra đến tận đây cô bác ạ, cũng phải nói là khó khăn mấy thì nó cũng không khó khăn đâu cô bác, chỉ là nếu mà trời mưa vào ấy thì sẽ không có vận chuyển được vào thôi cô bác. Trời nắng như này thì có thể là mình vận chuyển được đi vào. Đấy bây giờ thì làm ở nhà ba ông cháu ở tại chỗ này thì nếu mà để mà gọi tiện cho các em thì nó sẽ tiện ở cái phần là nó ở gần ruộng gần nương của các em, lại gần hàng xóm của nhà em Sử nữa. Còn là nếu mà đi ra bên kia mà mua đất thì cũng phải quả tiếng tốn thêm một cái khoản mà tiền mà mua đất nữa, rồi thì lại Sử thì lại bắt đầu tiếp tục là lấy hàng xóm, bắt đầu mọi cái là mới luôn các bác. Trong cái quá trình mà em ở đấy mà em mới đi ra bên này để làm ruộng thì lại phải lấy xe máy từ bên kia sang làm ruộng cái này thì em sẽ phải làm là cả cuộc đời của em cô bác. Kể cả bây giờ dưới nhà cháu Lực cũng thế thôi cô bác ạ. Nhà cháu Lực thì vẫn có ruộng, đến lúc mà mùa làm ruộng thì cháu Lực lại tiếp tục đi về nhà phụ bố mẹ của cháu Lực làm ruộng một chút. Còn là nếu mà trong cái quá trình thời gian mà cháu Lực đi ra ngoài làm dư giả ra được một chút thì có thể là dùng cái số tiền đấy để giúp cho bố mẹ thuê người về gặt, thuê người về cấy cô bác ạ. Ở trên vùng cao này thì hầu như là ruộng nương thì bỏ không có được cô bác ạ. Đây là con hả ca? À. Đây à. Anh nhìn thấy là có vợ đâu mà có con nhỉ? Chưa lấy vợ đâu nhỉ? À. Hắn nói điêu ấy. Con của anh nó. À, con của anh à. Bây giờ thì các anh thợ cũng xây được chỗ kia xong nữa thì là các anh cũng sẽ
nghỉ của bác. Bây giờ thì cũng gần đến giờ nghỉ của các anh rồi. Hay vừa rồi thì anh Vinh Ngô nói chia sẻ với cháu Lực rằng là bây giờ mấy anh thợ phải tạm gác lại cái công việc của trên nhà ba ông cháu là 3 hôm của bác ạ. Đấy, 3 hôm ấy thì các anh thợ đi về làm cái gì thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên cho cô bác anh chị biết rồi. Nếu mà bây giờ bảo là không cho các anh nghỉ thì cũng không có được cô bác ạ. Làm như thế thì thành ra là mình như kiểu ép buộc người ta quá. Đấy, ở nhà thì gia đình của các anh thợ cũng có công, cũng có việc để mà làm. Bây giờ mà đâu mà các anh thợ cũng đi công trình mái như này được đâu cô bác. Ở nhà thì có những chuyện gì thì lúc mà trong quá trình mà các anh đi làm thì ở nhà có những cái chuyện gì thì xung quanh hàng xóm của các anh thì cũng ra là giúp đỡ rất là nhiệt tình. Đấy, bây giờ thì các anh cũng đang ở gần nhà nữa, cũng là anh em trong làng với nhau, cho nên là cũng phải tạm gác lại là 2 hôm để đi phụ đám ma. Ở trong làng của anh Vinh thì có 2 cái đám ma của bác ạ. Đấy, nếu mà có 1 đám ma thì các anh cũng chỉ có nghỉ được hơn nửa ngày thôi. Đấy, nhưng mà do là có 2 chỗ cho nên là phải nghỉ tầm 3 hôm của bác ạ. Đấy, còn là cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cùng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Đấy, trong cái quá trình mà các anh làm thì cháu Lực cũng đã cập nhật cái tiến độ cho tất cả cô bác anh chị là cùng nắm gió rồi. Cái ngôi nhà của ba ông cháu là sẽ như thế nào đó. Đấy, còn là cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cùng xin được hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác anh chị. Đang vừa uống nước à? Đấy, chào các bác xong là ra bên kia xem là các anh, xem là các bạn chở như thế nào nhá. Đấy, ở đây thì anh đã lấy thuê người ta chở đúng không? Vâng. Đấy, xong thì bây giờ em cùng người ta chở thì lúc đấy tiền người ta là khắc chia cho em đấy đúng không? Vâng. Đấy, để tránh trường hợp mà sau này nghĩ anh là không có dùng người để thuê nhá. Vâng. Đấy. Cháu sự cha tặng biệt quý ông bà cô chú anh chị. Đấy rồi.